Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Yobo. Trong những ngày giáp Tết, chúng ta cần phải có một cái chế độ ăn cân bằng cho những cái ngày Tết này để cho chúng ta luôn luôn vui vẻ này, chúng ta dành được nhiều thời gian cho gia đình này, cho bạn bè này, cho những cái dự định mới cho một năm mới, và chúng ta có luôn cả một cơ thể khỏe mạnh cho những cái dịp lễ hội như thế này. Bình thường chúng ta đã nên quan tâm đến cơ thể của mình rồi, đặc biệt trong những cái dịp lễ hội thì chúng ta thường là tập trung vào những cái giá trị tinh thần hơn là chăm sóc cho cơ thể của mình, và đó cũng là một cái điều mà nó cũng hơi bị mất cân bằng một chút. Và câu chuyện của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến làm thế nào để có một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng trong cái dịp Tết này. Chúng ta sẽ có vài điều mà Anna cũng như là Yobo chia sẻ với bạn, và rất là mong rằng những cái điều mà Anna sắp chia sẻ tới đây nó sẽ giúp cho bạn có một chế độ dinh dưỡng cân bằng không chỉ ở trong những ngày Tết mà còn trong cả một năm 2019 này nhé. Nguyên tắc chính đầu tiên để có một chế độ dinh dưỡng cân bằng đó là bạn hãy nhớ đến cái ba giảm và một tăng. Giảm là giảm cái gì ạ? Giảm đường, giảm muối và giảm chất béo. Một tăng là tăng cái gì ạ? Tăng tất cả những cái hoạt chất sinh học, tức là vitamin, enzyme, muối khoáng, chất xơ, những chất chống oxy hóa có ở trong thực vật. Nếu như bạn nhớ được cái ba giảm một tăng như thế này thôi thì nó đã là một cái nguyên tắc, nó sẽ xuyên suốt tất cả cái hành trình của chúng ta, không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho cha mẹ chúng ta, cho con của chúng ta. Những người già và trẻ em là những cái cơ thể rất là nhạy cảm và rất là dễ bị tổn thương. Nếu như mà có một cái chế độ dinh dưỡng không cân bằng thì nó sẽ dẫn đến những cái loại bệnh tật, đầu tiên là cấp tính và sau đó là mãn tính, và lúc đó chúng ta sẽ điều trị khó khăn hơn rất là nhiều. Còn bây giờ nếu như mà mọi thứ đang tốt đẹp, chúng ta chỉ cần nhớ cái nguyên tắc chính này trong chế độ dinh dưỡng, vì nó là hàng ngày. Hãy nhớ rằng là cứ mưa dầm thấm lâu mà, cứ cái gì mà hàng ngày nó diễn ra thì thực chất điều chỉnh được nó lại là điều chỉnh được cái nguyên nhân cốt yếu của tất cả những loại bệnh tật. Thứ hai là chúng ta cần phải quan tâm đến cái lượng ăn như thế nào là đủ. Bình thường chúng ta cũng biết là một người Việt Nam của chúng ta thì tiêu thụ khoảng từ 1.600 đến khoảng 2.200 calo cho một ngày. Tức là chúng ta chỉ cần đưa cái lượng dinh dưỡng như vậy vào cơ thể thôi, cái lượng calo như vậy vào cơ thể thôi, xin lỗi. Tuy nhiên là trong những cái dịp Tết thì thường chúng ta hay làm tăng cái tổng cái lượng thức ăn lên, hoặc là chúng ta ăn ít nhưng mà cái do là cái đặc thù là những cái sản phẩm của ngày Tết ấy, nó có cái lượng calo rất là nhiều. Trong những cái món truyền thống như là bánh chưng này, rồi trong chân giò này, rồi trong món thịt đông này, rồi ở trong món thịt ba chỉ mà dùng để nấu món thịt mà cúng ở trong miền Nam ấy. Tất cả những cái món truyền thống đấy thì nó đều có rất là nhiều đạm này, có dư đạm luôn, và rất là nhiều những cái chất béo bị bão hòa. Đặc biệt là cái quá trình nấu của chúng ta, đun nấu của chúng ta cho những món truyền thống thường là dài. Và với cái quá trình đun nấu dài như vậy thì nó còn được phân giải ra một số những cái chất mà chúng ta không biết được nó là những cái chất gì. Đại thể là cứ thực phẩm mà chế biến nhiều thì nó sẽ tạo ra cái lượng độc tố. Có thể nó không phải là độc tố cấp tính nên là chúng ta không biết. Cho nên rằng là những cái trường phái dinh dưỡng mới hiện nay dành cho những cái năm 2020, 2050 thì chúng ta không còn sử dụng những cái loại thực phẩm mà được chế biến nhiều, và thay là mình sử dụng những cái loại thực phẩm thiên nhiên và những cái hàng organic để có thể hỗ trợ cho cơ thể tối đa. Một cái miếng bánh chưng của chúng ta mà chúng ta ăn, chúng ta chỉ nên ăn quãng chừng khoảng 50g thôi. Như vậy là nó rất là bé đấy ạ. Nhưng mà thường chúng ta ăn nhiều hơn, thì bạn hãy nỗ lực để mà cân bằng lại bằng những cái bữa khác không có những cái loại thực phẩm như vậy. Bạn thay hết hoàn toàn bằng rau củ quả cũng là một giải pháp, đúng không ạ? Trong những dịp lễ Tết á, thì đặc biệt là trẻ em rất hay ăn là lạp xưởng này, xúc xích này, chân giò muối này, và trong những cái món đó thì nó có một cái lượng natri rất là lớn, và cái lượng natri rất là lớn không phải là chỉ đến từ muối, lượng muối ăn đâu, mà nó còn đến từ cái chất bảo quản á, nó còn có sodium ở trong những cái chất để người ta người ta bảo quản khi mà làm những cái loại thực phẩm sản xuất hàng loạt như thế này. Và tất cả những cái lượng natri đấy nếu mà vừa đủ nó sẽ giúp cho chúng ta cân bằng điện giải, nhưng mà nếu nó dư thừa thì nó sẽ dễ làm ảnh hưởng đến những cái mạch máu nhỏ, và rất dễ làm co những cái mạch máu nhỏ. Ảnh hưởng đến những cái mạch máu nhỏ nếu mà ở trên não thì nó sẽ làm cho chúng ta xoay sở khó khăn hơn rất là nhiều, và cái thách thức để có thể điều trị được những cái tình huống như vậy là vô cùng lớn. Và bởi vì thế cho nên rằng là chúng ta cần phải quan tâm đến cái lượng ăn. Bên cạnh đó mình cần phải quan tâm luôn đến một cái yếu tố là hạn chế tối đa những thực phẩm chế biến sẵn. Trong thực phẩm mà chế biến sẵn á, thì nó còn có thêm rất là nhiều những cái chất mà để làm đông này, rồi chất làm mềm này, rồi chất làm dẻo này, rồi chất làm cho giòn này, rồi chất làm cho ổn định này, và ti tỉ những cái chất. Người ta thấy rằng là có khoảng hơn 3.000 chất và khác nhau được sử dụng trong công nghệ chế biến thực phẩm và không thể tốt cho sức khỏe một chút nào. Vì vậy cho nên trong những cái ngày Tết này thì chúng ta thường lại hay tập kết về nhà mình, về tủ lạnh của mình, về bàn, thậm chí là bàn ăn, rồi về bàn tiếp khách của mình rất là nhiều những cái thực phẩm chế biến sẵn. Có thể là bởi vì là nó có cái vị ngon. Thường những cái gì mà được chế biến sẵn thì nó lại có cái vị ngon. Nhưng mà bạn hãy tin Anna một lần này đi. Tại vì đây chính là cái trải nghiệm bản thân của Anna. Khi mà mình chuyển từ một cái chế độ mà nhiều thực phẩm chế biến á, sang một cái chế độ mà nhiều thực phẩm tươi sống, thì vô hình chung là không hiểu bằng cách nào đó mà cơ thể của chúng ta lại rất là thân thiện với những cái thực phẩm tươi. Và không phải là một mình Anna cảm thấy điều đấy đâu, mà tất cả các khách hàng của Yobo ở thành phố Hồ Chí Minh khi mà tiếp xúc với cái phương pháp dinh dưỡng này, họ đều cảm thấy là không ngờ nó lại đơn giản như thế, và lại còn đỡ rất là nhiều thời gian mà mình chế biến nữa. Và cái việc mà hư hỏng nó cũng ít, bởi vì là sao, mình ăn tươi cho nên mình ăn hàng ngày, nó cũng hạn chế được cái việc là lãng phí bằng việc là ngày Tết mình thường bày ra rất là nhiều nhưng mà cũng không ai ăn cả. Bạn hãy để ý mà xem cái mâm cơm ngày Tết khi mà bày ra, khi mình mời khách á, khách lại chỉ ăn những cái món rau, những cái món nhẹ nhàng, bởi vì họ quá ngán, khi mà não của chúng ta cũng quá ngán khi mình nhìn đâu cũng thấy những cái món truyền thống như vậy. Cho nên hạn chế sử dụng những cái loại thực phẩm chế biến hàng loạt cũng là một trong những cái điều mà cực kỳ cần phải lưu tâm trong cái phần lượng ăn này nhé. Lượng ăn và phải chọn được cả cái loại đồ ăn nữa. Và một cái điều thứ ba, một cái điều này là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ có một chế độ dinh dưỡng cân bằng dựa trên cân bằng giữa tính âm và tính dương trong thực phẩm. Và tính âm tính dương trong thực phẩm nó còn có liên quan đến tính kiềm và tính axit ở trong thực phẩm. Trên tay của Anna đây là một bảng tính kiềm và tính axit của thực phẩm. Và Anna, khi mà Anna đưa cái bảng này cho khách hàng của Anna, tức là những khách hàng mà Anna có cơ hội gặp trực tiếp á, thì Anna thấy rằng là họ thấy rất là thích. Họ rất là thích và họ hiểu rằng tại sao mà chúng ta lại cần phải ăn những thực phẩm kiềm, và tại sao mà chúng ta phải hạn chế những thực phẩm axit. Và không những là họ biết cái nguyên nhân mà họ còn biết luôn là cụ thể bạn cần phải ăn cái loại gì và bạn phải bỏ bớt cái loại gì. Và có những cái em bé mà 7 tuổi khi mà nhìn thấy bảng này, và khi được giải thích rằng là tính axit là không tốt cho cơ thể, còn tính kiềm là tốt cho cơ thể, thì các em bé đều nhìn vào và nói rằng là ôi, tại sao tất cả những món con thích đều là những món axit, vậy thì con sẽ ăn gì đây? Và khi mà nhận được các bé hỏi một câu hỏi như vậy á, thì Anna hỏi lại là thế thì theo các con sẽ ăn gì? Thì các con sẽ lại nói lại là con biết là những món con thích đều là những món axit, nhưng vì nó không tốt cho sức khỏe cho nên con sẽ chọn những món có kiềm. Và đấy cũng là một trong những cái mẹo mà mình có thể chủ động mình đào tạo một chút cho con của mình. Tại vì đối với trẻ là cái này là thách thức nhất. Tại vì trẻ con, các bạn thích những cái món mà chiên xào rán nhiều, tất cả những cái đó đều rất là giàu axit. Bạn có thể nhìn vào bảng và bạn có thể thấy. Và tất cả những cái món đồ tươi thì rất là nhiều tính kiềm. Tiến sĩ Otto là một tiến sĩ y sinh người Đức. Ông có 2 lần được giải thưởng Nobel bởi cái công trình rằng là ông đã phát hiện ra rằng nếu như trong môi trường giàu oxy và giàu tính kiềm thì bệnh tật và ngay cả tế bào ung thư đều không phát triển được. Và với cái phát biểu như vậy và với những nghiên cứu của ông thì ông đã được 2 giải Nobel. Và cũng chính vì nhờ những cái công trình của những nhà khoa học như tiến sĩ Otto mà có rất là nhiều những cái nhà dinh dưỡng sau đó đã đưa ra được những cái mô hình để mà có thể ứng dụng được những cái công trình nghiên cứu kia vào cái việc chăm sóc sức khỏe của con người. Đối với trong Đông y thì những thực phẩm có tính axit là những thực phẩm mà có tính dương, những thực phẩm có tính kiềm là những thực phẩm có tính âm. Và đương nhiên là chúng ta ăn thì cái chế độ ăn của chúng ta nó cũng phải cân bằng. Đối với những người như Anna chẳng hạn, Anna thì ăn khoảng 85% là thực vật, chỉ có khoảng 15% là động vật thôi. Với những người mà ăn nhiều thực vật như vậy thì mình lại cũng phải nhớ là tìm cách để cân bằng lại âm dương một chút. Mình sẽ ăn thêm một số những cái loại rau gia vị như ớt này, gừng này, tiêu này để cho nó cân bằng lại. Và người ta cũng có thấy rằng là bởi vì khi mà ăn nhiều những thực phẩm có tính axit thì cơ thể dễ bị bệnh hơn và cơ thể, tức cái hệ thống bảo vệ của cơ thể nó sẽ yếu hơn. Chính vì vậy cho nên bạn chỉ cần nhớ một nguyên tắc này thôi, gần như tất cả các cái rau củ quả của chúng ta đều có thể ăn. Còn nếu như mà bạn muốn chọn ra khoảng 20 đến 30 cái loại siêu thực phẩm mà nó có tính kiềm rất cao, nó có nhiều nước và nó rất tốt cho cơ thể thì bạn có thể tìm và xem cái clip có cái tiêu đề là danh mục thực phẩm tàng hình. Và đây chính là một cái danh mục thực phẩm mà nó vô cùng hữu hiệu trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động, cũng như là trong cái việc mà giúp cho chúng ta đốt cháy cái mỡ nội tạng, thải độc cho cơ thể. Thì bạn hãy lưu tâm và xem cái clip này để biết những thông tin chi tiết nhé. Yếu tố thứ tư để có một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng đó là dinh dưỡng phải được hòa hợp với tinh thần. Giải thích nôm na tức là như thế này, khi mình ăn thì mình phải cảm thấy vui với cái món ăn của mình. Ngay cả khi mà nó không tốt, nhưng nếu chúng ta vui thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ tiêu hóa được nó tốt hơn. Cho nên là khi mà ăn thì bạn hãy dành cho cái thời gian ăn của bản thân cũng như là của gia đình một cái không gian và một cái khoảng thời gian cụ thể. Rất nhiều người đã từng vội vã để hoàn thành xong cái bữa ăn một cách chớp nhoáng thì đều có những cái kết quả không tốt về mặt sức khỏe cả. Yếu tố thứ 5 là trong những cái dịp Tết thì bia rượu luôn luôn có ở tất cả những cái bàn ăn, trong những cấu trúc của chúng ta. Thì nó cũng là một cái nét văn hóa riêng mà rất là nhiều gia đình muốn giữ cái truyền thống này. Tuy nhiên mình cũng phải biết rằng là bia rượu thì không tốt cho sức khỏe. Và nếu như bạn đã lỡ uống nhiều bia rượu trong những ngày Tết rồi thì bạn nhớ hãy tìm xem cái clip mà cái cách giải bia rượu ngày Tết để có thể xem được chi tiết. Mình sẽ sử dụng những cái loại rau củ quả thiên nhiên, những thực phẩm thiên nhiên để giúp cho cơ thể của chúng ta có thể thúc đẩy được quá trình giải cái lượng bia rượu ở trong cơ thể của chúng ta nhé. Và cuối cùng đó là bạn cần quan tâm đến vùng miền trong cái việc mà thiết lập lên một chế độ dinh dưỡng cân bằng. Ví dụ như miền Bắc của chúng ta trong những dịp Tết á, miền Bắc của chúng ta là bị lạnh và nó như vậy tức là nó có tính hàn rất là nhiều và tức là tính âm nhiều hơn. Đối với miền Nam của chúng ta thì mùa Tết thì chúng ta vẫn có nắng ấm quanh năm, cho nên rằng là chúng ta có cái tính dương nhiều hơn. Vậy nếu như bạn ở miền Nam thì trong mùa Tết bạn vẫn phải ăn nhiều các loại rau củ quả, những cái thực phẩm đến từ thực vật, bởi vì thực vật nói chung là có tính âm. Còn khi mà bạn ở miền Bắc thì ngoại trừ những cái loại rau củ quả đó thì bạn còn phải ăn thêm những cái loại thịt cá, bởi vì thịt cá thì là có tính dương nhiều hơn. Đó cũng là một trong những cái yếu tố về vùng miền rất là hay mà mình cần phải quan tâm. Và chúc bạn sẽ có một chế độ dinh dưỡng cân bằng trong dịp Tết này. Nếu mà bạn thích video này, xin hãy cho Anna một like này, hãy share, hãy rung chuông và hãy đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi nhé. Cảm ơn bạn và một lần nữa chúc bạn cùng gia đình có một cái mùa Tết thật là vui vẻ, an khang thịnh vượng và tràn đầy niềm vui, an yên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.